Cây này là trà, này là hàng chăn nuôi nhá mọi người nhá. Trà cung đình hàng chăn nuôi, các bác cho bán này cho các bác về các bác chăn nuôi từ bây giờ đến cuối năm đấy ạ. Cuối năm là hoa nó sẽ được cây, một cây rất là to. Hàng này em đang bán với giá từ 10 cây là giá 120k một cây nhá. Mua từ 10 cây giá 120k một cây. Bác nào mua hàng thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em nhá. Bác nào mua hàng thì qua Zalo, số điện thoại là 0969 162 214 ạ. Em cảm ơn anh Ndinh 36 đã follow em. Cảm ơn anh 12K2 đã follow em ạ. Không hiểu sao là bị anh TikTok anh bóp tương tác. Bình thường mỗi lần em phát live, mỗi lần em phát live là được hơn 300 lượt xem ấy. Mà đợt này mấy từ hôm qua đến hôm nay giảm lượt xem đi rõ rệt luôn. Tiếp tục đến cây này là cây trà thâm bát diện nhá, trà thâm hồng bát diện ạ. Hoa màu đỏ và nó có 5 nhụy nhá. Trà thâm bát diện nó có 5 nhụy ạ. Trà thâm bát diện ạ. Bác nào có niềm đam mê với trà thì các bác có thể qua Zalo cho em nhá. Cây này em đang bán sỉ từ 10 cây giá là 160k một cây nhá. Các bác mua từ 10 cây giá là 160k một cây. Cây rất là dày, dày sum tán nhá. Cây dày sum tán, cây đẹp ạ. 150k một cây nhá các bác nhá. Đây ạ. Giá là 150k một cây. Em ship từ 10 cây nhá. Giá 160k, quên em xin lỗi mà nhầm ạ. Giá 160k một cây em ship từ 10 cây nhá, là 1.610.000 cây ạ. Cây rất là to luôn. Các bác ơi, các bác xem like, các bác chia sẻ like cho em với ạ. Các bác xem like, các bác chia sẻ livestream giúp em với. Cho em tăng lại tương tác lên. Trang của em nó tự dưng lại bị bóp tương tác rồi. Rất là buồn. Vì anh TikTok anh bóp tương tác. Không biết lại vi phạm cái gì của anh ý. Đây ạ, cây rất là đẹp, rất là ok này. Cây này là trà thâm bát diện nha mọi người nhá, trà thâm bát diện ạ. Em đo này, 20 này, 40 này, 60, 70 phân này. Cây này cao 60 đến 70 phân, cây này cây to, trồng trong chậu to nhá. Cái đường kính chậu nó 30 ấy, trồng trong chậu 30 đấy ạ. Hàng này chậu to đẹp như này em bán có 160k một cây thôi. Bác nào mua hàng thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 nhá. Còn đến cái hàng truy, hàng truy một thân này. Hàng một thân này em bán lẻ 600k một cây này. Đây là hàng một thân này. Gốc của nó sẽ là gốc ngón tay cái. Gốc ngón tay như thế này nhá. Đây là hàng trà một thân, trà thâm bát diện. Em đo là 20 này, 40 phân này. Cây tán cực kỳ đẹp luôn này. Bóng tán cực kỳ đẹp, cực kỳ ok luôn. Bác nào quan tâm cây này thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 nhá. Đấy, đây là trà đấy ạ. Bác nào mà muốn thử sức với cây trà này, mình trồng thử một vài cây trà để chơi ấy. Nhà bác nào đã có mộc rồi, các bác mua mấy cây trà về chơi đi ạ. Bởi vì các cụ có câu là sắc trà hương mộc. Thì cây trà, cả cây mộc ta ngày xưa nó thường trồng cạnh nhau để bổ sung thêm cái vẻ đẹp của nhau ấy. Cây mộc hương thì là cây chơi hương. Người ta chơi hương, còn cây trà là cây chơi sắc. Cây mộc hương là hương nó rất là thơm, nhưng mà hoa của nó này nó lại kém, tức là nó không phải là hoa của nó không phải là loại xuất sắc. Nhưng cây trà thì nó lại không có mùi thơm. Chỉ có trà tàu của Trung Quốc là mới có mùi thơm thôi, còn trà cổ Việt Nam mình là cây không có mùi thơm nhá. Nhưng mà nó lại hoa của nó rất là đẹp. Nên là hai cây này thường được trồng cạnh nhau để bổ trợ thêm cho vẻ đẹp của nhau nhá. Bác nào có muốn thử sức với cây trà này thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em nhá. Cây nhỏ nhỏ này, cây bịch đen này này là trà thâm, trà phấn hồng cung đình. Hàng này thì em đang bán sỉ nè. Em bán từ 10 cây là giá là 120k một cây. Cái lô này em có 55 cây thôi, nát em nát suất cho khách thì em còn khoảng 25 cây. Còn khoảng 25 cây thì chỉ nhận được khách 25 cây bởi vì em đã bán hết hàng này rồi, hết hàng rẻ rồi. Còn trà thâm bát diện này em vẫn còn nữa nhá. Mộc hương giá sỉ bao nhiêu? Mộc hương bạn mua hàng thì qua Zalo, số điện thoại của mình là 0969 162 214 ạ. Mình báo giá cho ạ. Mộc hương các bạn qua Zalo, số điện thoại của mình là 0969 162 214 mình báo giá. Em xin phép tắt like nhá, bởi vì cái trang của em đang bị bóp tương tác thì em phát lại nhá, em phát lại đấy. Nãy em phát một bài về mộc hương, nãy em phát mộc hương sau nhá. Bài này em chỉ phát về trà thôi cho nhìn cho dễ.